Ba. Dạ, anh Hưng xong rồi bà. Vâng. Xin chào với các bạn, đây là bức tranh gì đây hả bác? Đồng quê. Bức tranh đồng quê, à đây có con trâu đây. Diều hoàng như lớn. Đồng quê. Trong quá trình phá bước này chắc phải nửa tháng nữa mới ra hình nhỉ. Thế nào úp thế chứ, người thật việc thật, tránh hàng giả. Anh Hưng bảo à, hàng giả giờ nhiều lắm. Có ăn măng cơ, đỡ um tùm. không bẻ măng ấy, nó lên ở này. Nhưng mà xe này tốt rồi bà nhỉ? Hả? Bà ấy măng này là măng gì vậy bà? Bà, cái măng này là gì đấy, gần như xa đấy. Măng này là măng ăn không bị hen đúng không? Con này như kiểu là cái miếng gỗ biết hả? Cả hai đàn của nó. Và đây là cái chặt nhất chúng ta. Thế thì theo cái nào bên kia nhá. Mẹ nó bên đây nó tóc ung tùm nhưng mà nó lớn này. Đấy, đổ hết là nhà bà thì nhỉ? Đúng rồi. Rồi á. Xin nó trồng nan bà. Để hôm nào gặp Tết thì xin thì cứ gặp đấy. Giờ cái nhà mình đã lấy rồi. Đúng rồi. Nhưng kiểu hôm nào nhà quá phải để đấy. Rồi đúng rồi bà. Để gần như mấy năm thì... Hôm nào bà cầm cái bao để cái cho nhặt cho để cái này đi. Vâng, vâng. Thất tưởng là Hưng vẫn còn chút nữa. Vâng, quả Hưng xong rồi bà. Hưng giả hết chưa chưa? Hưng giả hết luôn. À đây là bà. Nó lấy bao tiền hả bà? À đây ạ. Hôm mấy đã thì mất nhà bà, nhà chị cũng giả bán tăng cái nhiều con cái láo rẻ. Vâng. Về nó lại kể với bà, ta đã bảo là để gửi tao gửi xe có gì là nó nó bắt chẹn đấy. 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 Đấu giá. Đáng giá. Bây giờ là đấu giá người không đấu giá điện thoại. Đủ trắng hết này. Hả? Gì vậy? Trắng luôn. Chẳng được nó đâu. Chẳng được. Bà thì ăn thoải mái bà nhỉ.
chim này, mỏ bé thế. Chim này trẻ này thế này. Chim này chim gì rồi? Chim này 20 con rồi. Chim này mày nếu mà ăn chia suốt mỗi một cái chân là một chén rượu chắc mới say được. Cái này là cái cầu. Ai đã một con thì không bao giờ đâu. Ở đây có đứng thì chó không? Kia đang bổ chó. Chó đâu? Kia đang bổ chó ăn đụng không? Đó. Đó. Em giờ này ít là thịt chó đó. Chó đi ăn gì? Nghe thịt ngựa. Ngựa nhà có rồi, cưỡi mãi rồi, ăn. Chó là ngựa. Được và dắt vào bản cái rượu mấy em các bạn, sợ thật, nhiều thật. Hả? Và dắt vào trong bản cái rượu mấy em các bạn. Ê, hai ông thở gái là lên tận hôn nà ngay. Rồi. Nghe thật. Lờ là rất là tốt. Lờ là cái là đeo chó ngay. Nói là mà thiếu con chó trong bà đấy. Thế là cái là đeo chó ngay. Chống đói. Cái gà này qua hát cháy điện thoại Việt. Cháy điện thoại Việt. Tối nay tôi tập trung là mỗi người 50. Cái điện thoại đùa. Này, nhìn cái điện thoại này. Đời mỗi người đám chúng. Đấy, ôi giời. Hôm qua đang đấu giá 1.000 mà còn chưa thấy ai đấu giá ấy. Chưa ai chẳng đối à. Thế giá mở cửa 1.000 nữa, chả thấy hay đặt thêm. Chưa thấy ai vào đúng không? Lúc nào em mua được hàng mới em mời chị xin bên đây chiêm ngưỡng em đáp một phát vào tường. Chị biết ngày xưa cái điện thoại mà báo nó lên mở cái loại mà chiêm ngưỡng em đáp. Cái điện thoại, chị biết cái điện thoại chưa? Được, chiếm ngưỡng em đáp vào tường. Đấy, được đúng không? Được. Việc nào mua điện thoại phải ghi trả rửa cho 10 mâm. Đấy, chơi đó. 10 mâm nữa. Mời cả Thát Nguyên. Mời cả mời ai mày mời đến đâu để của mày. Rượu uống say là được đúng không? Thôi, cơm rượu thịt tao ăn là được, mày muốn mời tao ăn mày mời. Hôm đấy có khi nó còn huê hẳn một dàn chân dài mày. Ôi chết, mày say hết. Mày say hết đấy mày. Mày đâu tỉnh lắm. Em không say, lâu em mới tỉnh. Lâu em mới tỉnh. Nhớ là từ nhà Nam. Con bé nó trọ gần trong mình. Hôm nay hai vợ chồng Tết hay là làm cơm rồi hai vợ chồng. Nó là mấy em thợ. Hôm nay thấy đéo là nó say mạnh thế. Còn đúng em không say, còn lâu em mới tỉnh đấy. Vãi ra quả trận này đúng em không say còn đâu em mới tỉnh. Chia tay tí úp đầu lôi lẩu dạ. Con gái ấy ăn chơi lắm, còn cái gì cao thủ lắm. Em không say nhưng còn đâu em mới tỉnh à? Hả? Xin mua bằng cho đây sách dép
Riêng em bảo em không uống bia, uống bia buồn đái em không uống, phải uống rượu. Rượu đỡ buồn đái, nói thẳng luôn. Mình gọi sang cơ. Uống bia không uống, phải buồn đái lắm. Uống rượu. Tại uống nhiều rồi. Buồn đái lắm. Còn vui ấy, nhỉ? Vui, còn đây nó vui tính mà. Đã đi vào đấy làm không ai xe máy, dàn đấy xe nó đi ấy. Nên thành phố Gia Lai dàn xe nó đi ấy. Con đi làm dễ mà. Thế cả lại tụ tập gặp nhau. Không uống bia, em uống bia buồn đại. Không uống, thì uống rượu. Đúng rồi, áp hết còn uống rượu ăn. Trước mẹ chuyên đi xin tiền để đi hát. Không biết đâu. Trước thì là chuyên đi xin tiền. Chuyên đi xin tiền, xin thật để...